Chào các bạn học sinh lớp 8 trường Chu Văn Ngang. Hôm nay cô và các bạn sẽ tiến hành ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ sắp tới. Chúng ta sẽ tiến hành vào làm vào tuần 10 nhé các bạn. Now revision for the first midterm test. Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 ha. Năm 2021-2022. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đi vào đó là format của đề kiểm tra. Rồi cô và chúng bạn sẽ xem format sẽ gồm có những phần nào đây. Phần thứ nhất chúng ta gặp đó là choose the word whose underlying part is pronounced differently from that of the other words. Phần này là chúng ta làm về phát âm nha các bạn. Các bạn sẽ gặp 4 từ. Trong 4 từ đó sẽ được gạch dưới những cái âm. Mình có nhiệm vụ phải đọc cho thật kỹ và chọn ra từ nào đọc khác với 3 từ còn lại để khoanh tròn, để chọn cái từ đó. Ok. Rồi, phần phát âm nha. Phát âm này mình có thể gặp phát âm ED, SES hoặc là phát âm nguyên âm hoặc là phát âm về phụ âm. Nhớ chú ý nha. Phần 2 là mã, phần này mới nè. Phần này chúng ta mới gặp lần đầu đó. Phần 2 là mã là choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others. À đây là phần đánh dấu nhấn, đánh dấu nhấn. Mình cũng sẽ gặp 4 từ, Trong 4 từ đó sẽ có 3 từ đánh dấu nhấn giống và 1 từ đánh dấu nhấn khác. Như vậy mình phải chọn cái từ đánh dấu nhấn khác đó. Phần này các bạn sẽ được thầy cô trên lớp cho các bạn làm bài tập để luyện nha. Để chúng ta luyện cái phần này. Rồi, phần này có 2 câu nửa điểm. Một là mã cũng 2 câu nửa điểm ha. Như vậy mỗi câu của chúng ta sẽ có 0,25 điểm. Phần thứ 3 là choose the word or phrase A, B, C, or D that best fits the space in each sentence. À, chọn từ hoặc cụm từ A, B, C, O, D để mà phù hợp với câu. Cái này là trắc nghiệm các bạn. Trắc nghiệm này, trong cái phần trắc nghiệm này các bạn thấy nè, người ta sẽ cho mình trắc nghiệm về từ vựng. Như vậy mình phải thuộc hết các từ vựng đã học nha. Sẽ trắc nghiệm về giới từ, phải học cách dùng giới từ đó. Trắc nghiệm về thì, trắc nghiệm về dạng động từ. Nhớ ôm lại tất cả các thì đã học ha. Ôm lại tất cả các dạng động từ cho cô. Phần tiếp theo đó là biển báo. Look at the signs to the best answer A, B, C, or D for each sign. Chúng ta sẽ gặp 2 câu. Mỗi câu 0,25 điểm, có 2 cái biển báo. Và ở dưới có 4 câu trắc nghiệm. Chúng ta sẽ chọn câu nào phù hợp với cái biển báo đó, ha. Nhớ đọc kỹ cho cô nha. Phần tiếp theo là mình sẽ gặp một đoạn văn và mình phải đọc nó. Read the following passage. Decide if the statements from 17 to 20 are true or false. And choose the correct answer A, B, C, or D for questions 21 and 22. Phần này chúng ta sẽ đọc kỹ cái đoạn văn. Sau khi đọc kỹ đoạn văn, mình sẽ làm 4 câu true false bên dưới. Nhớ câu true or false đúng hay sai là theo cái ý của đoạn văn nha các bạn. Sau khi chúng ta làm 4 câu true false rồi, chúng ta lại gặp thêm 2 câu trắc nghiệm về cái đoạn văn đó nữa. Trắc nghiệm về đoạn văn đó cũng theo ý của đoạn văn luôn nha. Như vậy chúng ta có nhiều phải đọc và hiểu thật kỹ đoạn văn để hoàn thành 6 câu chiếm 1,5 điểm trong. Phần tiếp theo, 6 là mã. Chúng ta cũng gặp một đoạn văn nha các bạn. Choose the word A, B, C, or D that best fits the blank space in the following passage. Cái đoạn văn bây giờ người ta sẽ cho mình một đoạn văn mình phải đọc cho kỹ và trong đó có 6 chỗ trống, Chúng ta phải tìm từ trong 6 câu trắc nghiệm bên dưới, tìm từ phù hợp để điền vào 6 chỗ trống của đoạn văn. Như vậy ở phần này chúng ta cũng phải đọc thật kỹ. Và 6 câu chiếm 1,5 điểm trong đề luôn. Phần 7 là mã. Use the correct form of the words given in each sentence. Phần này là về word form nha các bạn. Chúng ta sẽ có 6 câu. Mỗi câu 0,25, 6 câu 1,5 điểm. Về cái phần word form này thì bởi vì từ trong lớp bài chương trình khối 8 rất nhiều, thì ra thôi thầy cô sẽ giới hạn cho các bạn 10 từ word form. Các bạn về học kỹ 10 từ word form đó cho cô nha. Chúng ta phải chọn xem cái câu đó sẽ dùng động từ hay danh từ hay tính từ hay trạng từ. Muốn làm được điều đó chúng ta phải thuộc dạng từ của nó và biết cách để mà đưa vào câu, xem câu đó dùng động hay danh hay tính hay trạng. Cái đó mình phải làm bài tập thiệt là nhiều để nắm được công thức nha. Phần 8 là mã là gì đây? Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences. Cái này là sắp xếp từ xáo trộn
thành câu hoàn chỉnh. Cô nhắc các bạn nha, cái này người ta đã cho đủ từ rồi, các bạn không được thêm từ cũng như bớt từ đi, phải dùng tất cả những từ người ta cho để xếp lại. Và cái gợi ý của người ta, ta sẽ cho mình một từ viết hoa. Như vậy mình sẽ lấy từ viết hoa lên đầu câu ha. Phán đoán xem từ nào viết hoa mình sẽ đưa lên đầu câu cho nó phù hợp. Cái này các bạn cũng sẽ gặp hai câu mỗi câu 0-25 điểm ha, hai câu nửa điểm. Phần cuối cùng đó là choose the sentence A, B, C or D that best fits for each of the following sentences in other ways so that it means almost the same as the sentence printed before it. Phần này nói nôm na là viết câu không đổi nghĩa hồi xưa giờ mình làm đó các bạn. Nhưng mà bởi vì kiểm tra trực tuyến thành ra toàn bộ câu đổi nghĩa thầy cô đưa về dạng trách nhiệm hết. Như vậy mình sẽ đọc một câu ở đề, xong rồi có bốn câu lựa chọn bên dưới. Mình phải coi câu nào nó cùng nghĩa với cái đề mà phải đúng ngữ pháp nữa. Cái trách nhiệm nó khó hơn cái các bạn viết ở chỗ là trong bốn câu người ta cho nó na ná nha, nó chỉ khác nhau một chút xíu thôi. Mình phải đọc thật kỹ từng câu, coi câu nào phù hợp để chúng ta chọn. Nhớ nha, phải đọc thật kỹ, cái này dễ nhầm lẫn lắm đó. Đó là chín phần trong đề kiểm tra giữa học kỳ sắp tới của chúng ta. Và mỗi câu như vậy là 0-25 điểm ha. 9 phần. Toàn bộ là trắc nghiệm hết nha các bạn. Rồi bây giờ cô và các bạn sẽ đến với cái phần. Rồi, phần chúng ta sẽ vô phần B, đó là giới hạn chương trình. Ở cái phần giới hạn chương trình này chúng ta sẽ ôn từ bài 1 tới bài 4, ôn từ bài 1 tới bài 4. Và cô sẽ cho các bạn 10 từ word form nha, phần word form. Phần word form thì từ thứ nhất các bạn sẽ ôm cho cô đó là từ friend. Trong đó có friendship, friendliness, friendless, friendly, unfriendly. Về coi lại cái nghĩa cho cô nha. Rồi từ thứ hai fortunate, unfortunate. Này thì có từ trái nghĩa nha các bạn. Các bạn phải đọc cho kỹ cho cô ha. Khi làm word form mình phải đọc cho kỹ cho cô, phải dịch nghĩa cho cô. Nếu nó mang nghĩa trái nghĩa thì chúng ta phải chọn cho nó đúng nha. Fortunately, unfortunately ha, may mắn hay không may mắn, phải đọc cho kỹ cho cô nha. Rồi phần từ thứ ba đó là danger, động từ ha. Danger, dangerous, dangerously. Cô cho các bạn động danh tính trạng đủ hết, các bạn về coi lại nghĩa nha, phải học lại nghĩa cho cô nha. Phần thứ tư, từ thứ tư đó là decide ha, decide động từ. Decision, danh từ. Decisive, tính từ. Decisively, trạng từ ha. Từ thứ năm ha, volunteer ha, động danh tính trạng, cô cho hết ha, về ôn lại cho cô nhé. Từ thứ sáu safety ha, danh từ ha, chúng ta có từ safe, tính từ, mà nó có từ trái nghĩa nha các bạn, unsafe, trạng từ safely. Từ thứ bảy generosity ha, generous, generously. Từ thứ 8 excitement, excited, exciting. Cái từ này các bạn chú ý cho cô khi nào dùng excited, exciting nha. Excitedly, excitingly ha. Từ thứ 9 nè, beautify, beauty, beautiful, beautifully. Ok. Và từ cuối cùng đó là luck, lucky, unlucky, luckily, unluckily. Ok. Rồi về học hết 10 từ này cho cô nha, tra lại nghĩa, học nghĩa cho nó đầy đủ cho cô. Và chú ý cô nhắc các bạn một điều là khi làm word form chúng ta phải làm hai bước. Bước thứ nhất xác định xem cái câu đó dùng loại từ gì, động hay danh hay tính hay trạng. Bước thứ hai chúng ta phải tìm cái loại từ trong bốn câu trắc nghiệm dưới đó phù hợp với nó chọn. Và nhớ giùm cô phải đọc nghĩa, dịch nghĩa, đừng để người ta gài cái nghĩa vô cho mình ha. Rồi đó là phần word form. Phần tiếp theo cô sẽ giới hạn, đó là phần viết câu, biến đổi câu không nghĩa đó. Ở đây cô sẽ giới hạn cho các bạn 5 cấu trúc. Về ôm cho kỹ 5 cấu trúc cho cô nha. Cấu trúc thứ nhất là enough, đủ đó, đủ để làm một cái gì đó. Enough thì chúng ta học rất là nhiều công thức về nó. Nhưng ở cái phần trong đề kiểm tra này cô chỉ cho các bạn công thức sau đây đó là subtract cộng be not cộng adj, tính từ ha, cộng enough cộng for somebody cộng to verb. Về ôm lại coi khi nào dùng for, khi nào không dùng for nha. Nhắc chút nè, nếu như chúng ta xác định hai câu đó cùng chủ ngữ thì không cần for somebody đâu. Còn nếu hai câu đó khác chủ ngữ thì phải có for vô cho cô đó. Rồi cấu trúc thứ hai đó là be going to, dự định sẽ làm một việc gì đó. Be going to cộng verb. Đồng nghĩa đó là intend to verb. Hoặc là plan to verb ha, intend với plan cũng có nghĩa là dự định. Coi lại cấu trúc này nha.
các cô đã giảng cho chúng ta những cái công thức này rất là kỹ, về coi lại mấy cái clip đi. Cấu trúc thứ ba đó là biến đổi từ verb in sang to verb. Verb in sang to verb, cô chỉ cho nè, cái này dễ lắm nè. Các bạn thấy nè, trong câu nó sẽ có verb in rồi ba chấm, rồi cái mốc là chữ is rồi tới ba chấm. Biến đổi cấu trúc này các bạn nè, thêm chữ is chưa, rồi lấy chữ is đem xuống, rồi tất cả những chữ nào sau chữ is đem xuống hết theo nó luôn cho cô. Rồi cái quan trọng nhất là các bạn lấy verb in đem vô giữa câu dưới nè, đúng không, đem vô giữa câu, và nhớ phải đổi cho cô thành to verb. Verb in đổi thành to verb. Rồi sau verb in là cái gì thì ở dưới viết lại đó thôi. Cái cấu trúc này dễ lắm ha. Ví dụ play in the kitchen is very dangerous, mình sẽ đổi thành it is very dangerous to play in the kitchen. Có vậy thôi ha, về coi lại cho cô. Cấu trúc thứ tư là used to. Used to có nghĩa là đã từng. Đã từng làm một việc gì đó trong quá khứ và bây giờ không còn làm nữa. Nhớ cho cô sao used to là verb không ha, động từ nguyên mẫu nha, used to còn verb. Cấu trúc thứ năm đó là spend. Cộng thời gian cộng verb in, đổi thành it takes. Ở trên nó cho spend hiện tại thì dưới là it takes. Nó cho spend quá khứ thì là it took, có vậy thôi. Và nhớ cái này là các bạn làm này ưa bị lộn nè. Ở trên dùng spend thì trước nó là subject, nhưng mà đổi thành it takes hoặc là it took thì cái subject này đem xuống đây phải đổi thành object. Ví dụ ở đây trên là I, subject là I, ở dưới đây object các bạn phải đổi cho cô thành me ha. He thì đổi thành him, she đổi thành her, tên riêng Lan thì giữ lại Lan ha. Rồi tiếp theo chúng ta viết lại thời gian, cái time, cái thời gian này viết lại cho cô. Rồi cái verb in là quan trọng nhất nè. Đi với spend thì xài verb in, đi với take thì phải xài to, to verb. Như vậy verb in chúng ta viết thành to verb cho cô, đổi thành to verb. Rồi còn cái gì viết lại cái đó xong. Đó là năm cấu trúc quan trọng nhất trong bài 1 tới bài 4 chúng ta phải nắm ha, chúng ta phải nắm cho cô. Rồi, về ôn cho kỹ cô nha. Rồi, nhớ nè, nghe cô dặn nè. Học thuộc lòng word form, 10 từ word form cô đã giới hạn cho. Và những cái ngữ pháp chúng ta mới vừa xem nãy. Sẽ có bài tập cho các bạn ha, bài tập để các bạn ôn luyện để chuẩn bị cho thật tốt bài kiểm tra giữa học kỳ sắp tới. Nhớ làm bài tập đầy đủ cho cô, thầy cô sẽ sửa trên lớp cho mình. Prepare for the first midterm test. Nhớ chuẩn bị cho kỹ để chúng ta làm bài kiểm tra giữa học kỳ 1 sắp tới đạt điểm tốt. Ok. Chào các bạn ha. Goodbye.